tuần qua, tạp chí bán lẻ châu Á Retail Asia Publishing đã vinh danh top 500 nhà bán lẻ xuất sắc của khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2016. Đáng chú ý, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op tiếp tục được đưa vào danh sách này. Sài Gòn Co-op là đại diện bán lẻ của Việt Nam, đạt giải thưởng kép gồm giải vàng nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam và top 500 nhà bán lẻ hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2016. Đây là năm thứ 13 Sài Gòn Co-op được vinh danh kể từ khi giải thưởng này được thành lập. Hiện Sài Gòn Co-op có gần 400 điểm bán lẻ gồm siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, v.v. Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương là hệ thống xếp hạng uy tín bậc nhất trong khu vực do tạp chí bán lẻ châu Á Retail Asia Publishing và tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International thực hiện.